Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trong bối cảnh lực lượng phòng vệ Israel vẫn đang tiếp tục chiến dịch quân sự ở dải Gaza và khởi động một chiến dịch trên bộ hạn chế ở miền nam Liban nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah, việc Iran đã bắn hàng trăm tên lửa vào Israel vừa qua là bước leo thang không thể vãn hồi và có thể kéo hai bên vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, cuộc tấn công trong ngày 1 tháng 10 là đòn đáp trả cho vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và thủ lĩnh nhánh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Cả hai phong trào này đều là đồng minh của Tehran trong trục kháng chiến. Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc nói thêm rằng cuộc tấn công là sự trả đũa hợp pháp đối với các hành vi vi phạm chủ quyền của Iran trong vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Tuy nhiên, thời điểm đó, Tehran không có hành động đáp trả bởi hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza. Kết quả, Iran và các đồng minh chỉ nhận thêm tổn thất cùng với cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Rõ ràng thời điểm hành động đã đến và chỉ bằng một cuộc tấn công với hơn 180 tên lửa, Iran đã giải quyết được mọi vấn đề từ các hành động gây hấn từ phía Israel. Dù vậy, Tehran muốn tránh bị kéo vào một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông. Không phải Iran sợ sức mạnh quân sự của Israel mà vì cuộc xung đột này sẽ không có bên nào thắng cuộc. Ở phía Israel, chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu lại tin rằng cuộc đối đầu với Iran sẽ không gây ra nhiều thiệt hại. Tờ Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Iran không tìm kiếm một cuộc chiến tranh toàn diện với Israel, bất chấp cuộc tấn công bằng tên lửa ngày 1 tháng 10. Washington Post suy đoán rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Biden sẽ một lần nữa thúc giục chính quyền Israel kiềm chế một cuộc phản công lớn. Trong khi đó, các chuyên gia của Bloomberg tin rằng mặc dù cuộc tấn công mới nhất của Iran mạnh hơn cuộc tấn công vào tháng 4, nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế. Các nhà phân tích của Bloomberg nhận định cuộc tấn công đã chứng minh sự yếu kém của Iran và cho thấy rằng nước này thiếu cả khả năng và quyết tâm giáng một đòn trả đũa đáng kể vào Israel. Xét đến tình hình hiện tại trong khu vực, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và giới lãnh đạo nước này hiểu rằng các vấn đề về an ninh quốc gia và danh tiếng chính trị của đất nước quan trọng hơn bất kỳ cân nhắc kinh tế tức thời nào. Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Iran cáo buộc Mỹ và Liên minh châu Âu thất hứa vì không thể đạt lệnh ngừng bắn ở Gaza sau khi Tehran chọn không trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Tuy nhiên, Israel đã không dừng lại và phương Tây nhắm mắt làm ngơ trước những gì đang xảy ra ở dải Gaza. Trong tuần qua, Iran đã tích cực thảo luận về cách ứng phó với vụ ám sát thủ lĩnh Nasrallah. Ngay cả những nhóm chính trị ôn hòa ở Tehran thường kêu gọi đối thoại với phương Tây cũng đặt ra chất vấn với Tổng thống Pezeshkian. Và vụ ám sát Nasrallah cũng là giới hạn cuối cùng khiến lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ra lệnh tấn công trả đũa. Ông Khamenei và các đồng minh tin rằng việc không trả đũa vụ ám sát đồng minh chính trị chủ chốt của họ có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Iran trong mắt các đồng minh và những người ủng hộ. Nói cách khác, Tehran quyết tâm phản ứng theo cách cho phép họ duy trì phẩm giá của mình mà không gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên, không thể phủ nhận căng thẳng đang leo thang và rất có thể Israel sẽ phản ứng mạnh. Câu hỏi thực sự hiện nay là Israel sẽ đi xa đến đâu? Những phát biểu của Ngoại trưởng Israel về việc Tehran vượt qua ranh giới đỏ cho thấy Tel Aviv không loại trừ khả năng tuyên chiến trực tiếp với Iran. Mặt khác, liệu Israel có thể mở ba mặt trận cùng lúc khi mà Gaza và miền nam Liban vẫn chưa thể dứt điểm? Gần một năm đã trôi qua kể từ sự kiện bi thảm ngày 7 tháng 10. Nhưng Hamas vẫn giữ những con tin người Israel có thể đã được thả từ lâu. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không muốn đàm phán. Mặc dù Israel đã loại bỏ hầu hết chỉ huy của Hezbollah và một phần lãnh đạo Hamas, nhưng điều này không có nghĩa là họ đã giành được chiến thắng trước các lực lượng này. Cả Hamas và Hezbollah không còn chỉ là các đảng phái chính trị nữa. Chúng đã trở thành những hệ tư tưởng được nhiều người Hồi giáo ủng hộ. Và rất khó để đánh bại một hệ tư tưởng, đặc biệt là khi nó được hỗ trợ từ bên ngoài. Trong mọi trường hợp, một cuộc xung đột trực tiếp giữa Iran và Israel đặt ra nguy cơ leo thang nguy hiểm, có thể đẩy toàn bộ Trung Đông đến bờ vực thảm họa. Với sức mạnh quân sự đáng gờm và kho vũ khí hạt nhân của Israel, đại diện cho mối đe dọa nghiêm trọng đối với Iran. Bất cứ hành động quân sự nào của Israel đều có thể dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự quy mô lớn với hậu quả khó lường. Hơn nữa, tham gia vào các hoạt động quân sự ở nước ngoài có thể gây ra bất ổn trong chính nội bộ Iran. Phe đối lập Iran có thể nắm bắt cơ hội này để chỉ trích chính phủ, đặc biệt là nếu những can thiệp như vậy gây ra tổn thất đáng kể cho quân đội Iran. Các chiến dịch quân sự cũng sẽ đòi hỏi nguồn tài chính đáng kể mà Iran có thể thiếu do lệnh trừng phạt kinh tế đang diễn ra và doanh thu từ dầu mỏ giảm. Cuối cùng, phải xem xét tình hình phức tạp ở các nước láng giềng. Xung đột khu vực đã bùng phát trên nhiều mặt trận, với các báo cáo đáng báo động đến từ Palestine và Yemen, cho thấy rằng một cuộc chiến tranh lớn hơn có thể là không thể tránh khỏi.
Một cuộc đối đầu trực tiếp có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn liên quan đến nhiều bên, bao gồm Syria, Iraq và có thể là các quốc gia ở Vịnh Ba Tư. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng có khả năng tham gia. Thị trường năng lượng toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và an ninh của các tuyến đường biển quan trọng có thể bị đe dọa, có khả năng dẫn đến giá năng lượng tăng vọt và bất ổn kinh tế nói chung. Xung đột giữa Iran và Israel cũng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các cường quốc toàn cầu. Mỹ buộc phải ủng hộ đồng minh của mình, nhưng sự ủng hộ này phải được cân nhắc kỹ lưỡng bởi nó có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Nhà Trắng hiện tại không mấy hào hứng với việc vướng vào các trò chơi chính trị của ông Netanyahu. Bất chấp những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về sự ủng hộ không lay chuyển của Mỹ đối với Israel, cuối cùng chỉ có bên nào hành động với sự khôn ngoan và kiên định trong mục tiêu của mình sẽ là bên chiến thắng trong cuộc đối đầu này. Thưa quý vị, trong phong trào Hezbollah tại Liban ngày 3 tháng 10, các tay súng của lực lượng này đã gây thêm tổn thất nặng nề cho quân đội Israel tại khu vực phía nam Liban. Trong khi đó, một nguồn tin Israel cho biết Iran có kế hoạch bắn hơn 1.000 quả tên lửa vào Israel nếu Tel Aviv tấn công đáp trả cuộc tập kích tên lửa của Tehran đêm 1 tháng 10 vừa qua. Cụ thể ra sao, xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Theo kênh số 12 của Israel, các bình luận viên người Iran nhận định rằng quốc gia Hồi giáo có thể bắn 1.000 quả tên lửa tấn công Israel nếu Tel Aviv thực hiện cuộc tấn công đáp trả đợt tập kích tên lửa của Tehran tối 1 tháng 10 vừa qua. Mục tiêu tấn công mới có thể bao gồm cả hạ tầng dân sự, chứ không dừng lại ở các cơ sở quân sự như cuộc tập kích vừa qua. Nguồn tin cho biết nhận định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đêm 2 tháng 10 cảnh báo rằng nếu Israel tấn công trả đũa Iran, Tel Aviv sẽ phải hứng chịu đòn giáng trả khốc liệt hơn từ phía Tehran. Cũng theo kênh số 12 của Israel, truyền thông Iran hôm qua khẳng định, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã bắn hơn 400 quả tên lửa vào Israel trong tối 1 tháng 10, chứ không phải 181 quả tên lửa như công bố của phía Israel. Về cuộc xung đột tại chiến trường Liban, lực lượng Hezbollah đêm qua tuyên bố, các tay súng của nhóm này đã loại khỏi vòng chiến đấu 17 sĩ quan và binh sĩ Israel trong các cuộc giao tranh mới nhất ngày 3 tháng 10 tại khu vực biên giới. Hezbollah khẳng định số thương vong thực tế còn có thể cao hơn do nhiều binh sĩ Israel bị thương nặng. Một nguồn tin Ả Rập cũng cho rằng quân đội Israel có thể mất tới hàng chục binh sĩ trong các cuộc đụng độ mới nhất với Hezbollah hôm qua. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel thông báo, trong ngày 3 tháng 10, có thêm một sĩ quan mang hàng đại úy tử vong do bị thương trong giao tranh ở phía nam Liban một ngày trước đó, nâng tổng số quân nhân Israel thiệt mạng tại chiến trường nam Liban lên 9 người, trong đó có 4 sĩ quan. Lực lượng phòng vệ Israel cũng cho biết trong ngày hôm qua, Hezbollah đã bắn hơn 200 quả tên lửa tấn công nhiều khu vực khác nhau ở phía bắc Israel, trong đó có Metula, Haifa và Galilee. Các cuộc tấn công không gây thương vong do nhiều quả tên lửa bị lưới phòng không Israel bắn hạ, số còn lại rơi vào khu vực trống trải. Ở chiều ngược lại, lực lượng phòng vệ Israel đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào các mục tiêu Hezbollah ở cả phía đông, phía nam Liban và ngoại ô thủ đô Beirut. Trong đó, các cuộc không kích vào phía nam Beirut đánh phá 15 mục tiêu, bao gồm trụ sở tình báo của Hezbollah. Trong một tuyên bố vào tối ngày 3 tháng 10, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, Trung tướng Hezi Halevi khẳng định lực lượng này sẽ tiếp tục đẩy mạnh tấn công Hezbollah cho tới khi đạt được mục tiêu đề ra là loại bỏ sự uy hiếp mà nhóm vũ trang Liban tạo ra đối với các cộng đồng dân cư phía bắc Israel. Không ngoài dự báo của giới phân tích, chiến dịch tấn công bộ binh của Israel và Liban đang phải trả giá đắt về cả nhân lực và khí tài. Theo đó, chỉ trong một ngày tác chiến, quân đội Israel đã mất tới 8 binh sĩ, trong khi hậu phương tiếp tục phải hứng chịu thêm nhiều đợt tập kích tên lửa dữ dội từ lực lượng đối địch. Thông báo chính thức tối ngày 2 tháng 10 của lực lượng phòng vệ Israel xác nhận các đơn vị tiên phong chiến dịch tấn công bộ binh vào phía nam Liban đã mất tới 8 quân nhân, trong đó có 3 sĩ quan mang hàm đại úy, chỉ trong một ngày đụng độ với các tay súng Hezbollah. Đây là tổn thất nặng nề nhất với lực lượng phòng vệ Israel kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới bắt đầu gần một năm qua với phong trào Hezbollah. Không chỉ có vậy, lực lượng phòng vệ Israel còn được cho là có thể mất thêm 3 xe tăng hiện đại Merkava trong một cuộc giao tranh với Hezbollah. Lực lượng Hezbollah tối ngày 2 tháng 10 tuyên bố đã phá hủy 3 xe tăng Merkava bằng rocket khi các thiết giáp hạng nặng này đang tiến về phía làng Marun Andras, nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng phòng vệ Israel và Hezbollah. Một số nguồn tin Ả Rập khẳng định thông tin của Hezbollah là đáng tin cậy, trong khi quân đội Israel chưa đưa ra bình luận. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel xác nhận Hezbollah đã phóng tới 240 quả tên lửa tấn công vào khu vực phía bắc Israel trong ngày 2 tháng 10, đánh dấu một trong những ngày nhóm vũ trang đối địch bắn phá dữ dội nhất vào Israel.
Trong đó, cuộc tập kích ác liệt nhất ghi nhận diễn ra vào tối ngày 2 tháng 10 với khoảng 70 quả tên lửa được phóng đi từ miền nam Liban tấn công khu vực Tây Galilee. Lực lượng phòng vệ Israel khẳng định các cuộc tập kích của Hezbollah không ra thương vong nhưng khiến còi báo động liên tục vang lên tại hàng loạt khu dân cư dọc biên giới. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng tạm quyền Liban Najib Mikati tối qua cáo buộc các cuộc tấn công của Israel vào Liban đã khiến 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ông Mikati kêu gọi lập tức thực thi lệnh ngừng bắn giữa quân đội Israel và Hezbollah, chấm dứt đổ máu và tàn phá đất nước Liban. Người đứng đầu chính phủ Liban bày tỏ hy vọng có thể triển khai 10.000 binh sĩ tới các khu vực phía nam đất nước trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn. Một tuần sau khi phát động chiến dịch không kích dữ dội chưa từng có, mang mật danh mũi tên phương Bắc vào Liban, từ sáng sớm ngày 23 tháng 9 đến đêm ngày 30 tháng 9, quân đội Israel bắt đầu triển khai bộ binh tấn công vào khu vực phía nam Liban để thực hiện hóa mục tiêu phá hủy các cơ sở của Hezbollah, qua đó tái lập an ninh và đưa hàng chục nghìn cư dân khỏi khu vực biên giới phía bắc Israel trở về nhà. Chiến dịch tấn công đã vấp phải làn sóng phản đối và lên án mạnh mẽ của chính phủ Liban, các quốc gia khu vực và dư luận quốc tế.